Con là tu cư sĩ tại gia, muốn tu Bát Quan Trời Giới. Trước khi tu Bát Quan Trời Giới, mình có cần nguyện gì không thưa sư, hay chọn một ngày nào đó mình chỉ cần tu tập Bát Quan Trời Giới là được? Điều nữa là con sống với mẹ thì việc tu Bát Quan Trời Giới có ảnh hưởng gì không? Ai muốn hỏi sư là khi chưa quy y thì con rồi cái phần thọ Bát Quan Trai Giới thì sư nhớ là dạo thời gian gần đây là sư có truyền Bát Quan Trai Giới mà quý vị không thọ đó thì nó làm sao mà có giữ, nên phải thọ thì mới có giữ. Còn cái một cụ thể đó thì okay. Như là tôi có nói rất là nhiều cái vấn đề này ở trong cái lớp nền tảng Phật pháp ha, lớp nền tảng Phật pháp, cái bài Bát Quan Trai Giới ha, bài Bát Quan Trai Giới thì làm ơn mở ra xem. Còn cái câu số 2 đó, còn chưa quy y. Còn số 1, ba mẹ đang sống với cha mẹ thì cái việc tu Bát Quan Trai Giới ảnh hưởng gì không, thì xin thưa là mình phải hiểu ha, mình phải hiểu Bát Quan Trai Giới là cái gì nha, mình phải hiểu. Chứ còn ảnh hưởng thì sư không chắc là quý vị đang nói ảnh hưởng từ cái việc gì.